Thứ ba đấy là những bạn tình hoặc là vợ chồng ấy, thì khi mà quan hệ tình dục chúng ta cần phải sử dụng bao cao su để hạn chế lây nhiễm. Thứ tư đấy là chúng ta cần phải dùng thuốc tăng đề kháng để hạn chế cái sự lây nhiễm. Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Dương đến từ phòng khám Đông y Tuệ Y Đường. Sùi mào gà là căn bệnh khá là phổ biến trong những cái căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bệnh thì do HPV gây ra và biểu hiện với những cái sẩn sùi do sự tăng sinh lành tính của các cái tế bào sừng gây nên, đặc biệt ở vùng hậu môn hoặc vùng niêm mạc. Bệnh thì không quá nguy hiểm, tuy nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như là chất lượng tình dục của mọi người. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi giải đáp một số những câu hỏi liên quan đến chủ đề này nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là thời gian ủ bệnh của sùi mào gà là bao nhiêu lâu? Xin trả lời các bạn, đấy là thời gian ủ bệnh của sùi mào gà có thể trung bình từ 1 đến 3 tháng, có thể lâu hơn, có những bạn từ 2 đến 9 tháng. Và trong thời gian ủ bệnh không hề có bất kỳ cái dấu hiệu gì của sùi mào gà hay có bất kỳ cái u nhú nào phát hiện ra. Ví dụ ở nam thì rất là khó phát hiện, còn nữ thì có thể là quét ở vùng cái cổ tử cung thì có thể phát hiện ra HPV được, còn nam thì rất là khó nhé. Câu hỏi thứ hai, đó là sùi mào gà có bị đau hay rát không? Thì thưa các bạn rằng ở giai đoạn đầu, sùi mào gà mới mọc lên, những nốt nhỏ li ti không gây triệu chứng gì cả, kể cả cái triệu chứng đau, rát hay ngứa, và người bệnh thường bỏ qua ra. Còn đến giai đoạn tiếp theo, khi mà sùi mào gà đã lớn hơn rồi, nó hòa nhập lại với nhau thành những cái sẩn sùi to, các bạn lúc đấy mới để ý đến, thì lúc đấy có thể là có triệu chứng hơi đau hay rát, và có thể là nếu mà phát triển to ra thì nốt sùi sẽ chảy dịch. Còn nếu như các bạn vô tình gãi hoặc là làm bật cái nốt sùi mào gà ra ấy, mà tay chúng ta có vi khuẩn virus làm bội nhiễm cái nốt đấy, có thể các bạn là gây nhiễm trùng này và lây lan sang vùng xung quanh. Câu hỏi tiếp theo ngày hôm nay đấy là bệnh sùi mào gà có điều trị được dứt điểm hay không và có tái phát hay không? Thì đây là câu hỏi của rất nhiều bạn quan tâm đến. Thì câu trả lời đấy là bệnh sùi mào gà có thể điều trị được khỏi và khả năng tái phát là rất là thấp. Nguyên nhân bởi vì sao? Khi mà các bạn điều trị hết HPV rồi, hết các nốt sùi rồi thì khả năng tái phát rất là thấp. Tuy nhiên nếu như các bạn điều trị sót cái nốt sùi này thì khả năng tái lại của sùi mào gà vẫn là cao. Hoặc là nếu các bạn điều trị hết sùi rồi nhưng mà sức đề kháng thấp, HPV chưa được đào thải hết ra, thì khi một cái thời gian nào sau đấy thì sùi vẫn có thể tái lại. Chính vì thế nên các bạn cần phải điều trị sạch sùi, nâng cao sức đề kháng để đào thải HPV, thời gian tối thiểu là từ 3 đến 6 tháng. Sau đấy các bạn có thể đi kiểm tra để xem HPV đã hết chưa. Ngoài ra trong trường hợp mà các bạn đã điều trị khỏi rồi mà vẫn còn tiếp xúc với nguồn lây thì khả năng tái lại vẫn có nhé. Câu hỏi thứ tư ngày hôm nay là trong gia đình có người bị mắc sùi thì làm thế nào để tránh lây nhiễm? Thì cũng như các loại virus khác, chúng ta cần phải có những biện pháp sau để phòng tránh lây nhiễm. Đầu tiên, đấy là chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên để hạn chế cái virus. Thứ hai, đấy là điều trị triệt để cái HPV đấy. Khi mà hết cái ổ chứa HPV rồi ấy, thì khả năng lây nhiễm cũng là thấp. Thứ ba, đấy là những bạn tình hoặc là vợ chồng ấy, thì khi mà quan hệ tình dục chúng ta cần phải sử dụng bao cao su để hạn chế lây nhiễm. Thứ tư, đấy là chúng ta cần phải dùng thuốc tăng đề kháng để hạn chế cái sự lây nhiễm. Và cuối cùng, đấy là khi mà vệ sinh cho cái nốt sùi hoặc là vệ sinh cho người bị sùi ấy, chúng ta cần phải đeo bao tay. Câu hỏi tiếp theo, đấy là có phương pháp nào để phòng tránh căn bệnh này hay không? Thì ngoài những cái biện pháp đấy là dùng bao cao su này hoặc là chung thủy một vợ một chồng, thì chúng ta có thể là tiêm vaccine để phòng tránh căn bệnh này. Thì hiện tại ở Việt Nam đang có vaccine phòng tránh HPV của Bỉ và của Mỹ. Đặc biệt đấy là của Mỹ thì có cái vaccine Galaxin 9. Thì các bạn có thể đến cái phòng tiêm chủng để mà đặt lịch tiêm. Câu hỏi tiếp theo đấy là điều trị sùi mào gà như nào? Thì có hai phương án dành cho bạn, đấy là điều trị bằng Tây y hoặc điều trị bằng Đông y. Về Tây y thì các bác sĩ thường áp dụng đấy là đốt bằng laser CO2 này, hoặc là đốt điện, áp lạnh hoặc là quang đông. Ngoài ra có thể sử dụng các cái axit chấm, ví dụ là imiquidone. Tuy nhiên ví dụ là sử dụng axit ấy, chúng ta không thể kiểm soát được mức độ chấm. Chính vì thế nó có thể gây bỏng, đặc biệt là không được sử dụng trong vùng niêm mạc. Còn đối với phương pháp đốt ấy, chúng ta phải sử dụng nhiều lần để có thể đạt được cái sự lui bệnh hoàn toàn. Trên đây thì bác sĩ Dương đã chia sẻ với các bạn một số những kiến thức cơ bản về căn bệnh sùi mào gà. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về phụ khoa, nam khoa, cơ xương khớp hay da liễu, các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0789 503 555 để được hỗ trợ kịp thời. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.